Anh rất hiểu nhá. Anh rất hiểu cái tâm trạng đấy. Yêu mà. Tình yêu không có gì có thể cản được. Chú biết không? Khi mà hai vợ chồng chia tay nhau rồi mới hiểu rằng cái giá trị của nhau, cái tấm chân tình của nhau. Ôi rồi. Cái lúc đấy quay lại yêu gọi là yêu dã man luôn, yêu kinh khủng khiếp luôn, yêu hơn cả lần đầu luôn. Anh nói chính xác luôn. Em xin lỗi anh, em hơi nặng tay. Không này, say rồi. Ôi trời, các chú biết không, bây giờ anh cảm thấy cực kỳ là happy, cực kỳ là sung sướng. Chúc mừng anh, chúc mừng anh hạnh phúc. Anh vợ em nói thiệt nha, em thấy anh quay lại với chị dâu em mừng lắm luôn ấy. Ý có đưa hình chị dâu cho em coi, em phải nói thật, chị dâu là một đại mỹ nhân. Vừa đẹp người mà vừa đẹp nết. Chị ạ, vợ anh nó tên là Mỹ, nó đẹp nhất là đúng rồi. Nhưng mà khoan anh, khoan. Chứ là em rút lại cái câu mà hồi nãy em nói quá. Sao? Nếu mà là người đẹp nhất ở trong nhà, không, đẹp nhất thế gian, phải là Thanh Ý, nhà của em. Mày mắt mày là có thẩm mỹ không đấy hả? À, mặc dù anh là anh ruột của con Ý nhá, nhưng mà chưa bao giờ anh thấy con Ý nó xinh nhỉ. Con Ý nó là chỉ dễ thương thôi. Dễ thương theo cái kiểu là cún con đấy. Nói vậy không chuẩn rồi anh vợ. Em nói cho anh biết, cuộc đời của em á, trải qua cực kỳ nhiều bạn gái cũ, có cả siêu mẫu quốc tế nữa. Ý vậy? Ý là em nói như vậy thôi, quá khứ. Còn bây giờ, Ý là đẹp nhất, Ý là tuyệt vời. Chỉ có em mới tìm ra được nét đẹp tiềm ẩn của Ý. Nói thật luôn. Bậy. Mày nói Ý của nhà em á, đây nè, đẹp nhất nách, đẹp nhất nách luôn. Anh đồng ý với anh già. Ý là gì vậy, thương thôi. Còn như vợ của anh á, biết là gì vậy? Hoa khôi của trường Kim luôn, hoa khôi của bệnh viện. Như là có một vẻ đẹp rất là tri thức, sang trọng. Anh tưởng là chú thế nào? Hóa ra là mắt thẩm mỹ của chú không khác gì cái thằng này. Chú có biết vì sao là con Như là nó là hoa khôi không? Con Như ấy, nó là hoa khôi bởi vì sao? Bởi vì là cái trường nó học ấy, toàn là sinh viên nam, rất là hiếm sinh viên nữ. Thế cho nên nó hoa khôi là đúng rồi. Thôi thôi hai anh ơi, em thấy hai anh say rồi. Ý nhà em là đẹp nhất. Như giờ anh mới là đẹp nhất. Rồi. Không cần phải cãi nhau. Đã thế chứ. Bây giờ anh em mình làm một phát tăng hai đi. Rồi. Nha. Để phân tích cho nó một cách coi là kỹ lưỡng, cẩn thận. Xem là vợ của thằng nào là xinh nhất. Rồi. Rồi luôn. Rồi không? Rồi. Để em tính tiền nha. Mời em tiền em ơi. Để anh. Chị, nhỡ mà anh ra uống rượu ấy, xong rồi đánh cả hai người kia luôn thì sao? Anh ra là rất hay mất kiểm soát khi uống rượu. Mà anh Bách lại còn hay có tính cả khịa nữa chứ. Mà ông Phương cũng là cả khịa chúa đấy. Hai anh em nhảy có máu khẩu nghiệp hay sao ấy? Thật. Mày vào đây. Lâu, anh gì này? Đây. Anh. Ôi, hello hả chị em? À, vợ của anh. vào lấy cho anh chai rượu đây. Bé mồm thôi.
Mẹ ở trong phòng đấy. Cái gì mà ồn ào như vậy? Chào bác. Chuyện gì nữa đây? Cái gì thế này? Bác. Con tụi con xin lỗi ba mẹ vì khuya mà còn làm phiền giấc ngủ của ba mẹ. Hai bác mà sao khuya rồi mà hai bác chưa ngủ nữa? Im hôn đi để tao phát biểu. Dạ thưa ba mẹ, tối nay là con có ngồi giao lưu với hai chú này. Đấy thì con định chỉ cho chúng nó vài cái bài học cơ bản. Thế nhưng mà mấy anh em vui nhậu say quá. Bọn con là định đi thêm tăng ba đấy. Thế nhưng mà chợt nhớ là ba mẹ ở nhà. Thế là anh em con kéo nhau về đây. Ba mẹ thấy con có hiếu thảo. Dây à? Đấy. Hết khôn lại dồn đến dạ. Say như chả xưa. Tưởng là cứng rắn đi bảo vệ hai em. Ai ngờ về lại nhũn như con chi chi này. Phim Tình Trạng Đã Ly Hôn sản xuất bởi Viettel Media.